thì mũ của nó dính đâu là lỡ. Rồi vậy được rồi. Hi, xin chào mọi người luôn nha. Hôm nay gió đồng đi ra, thật sự ra đồng. Cái đồng mình đi đến cái chùm cây phía trên đó bạn. Chùm cây đó có thứ mà mình cần, đó là một món ăn, một trái cây mà gắn liền với tuổi thơ của mình. Bên kia bạn thấy không, toàn là cò với cò thôi. Thì sau lưng mình có chú bẫy cò nữa, nên mình phải đi nhanh qua đoạn đường này để chú bẫy cò. Cò thì vào mấy cái mùa lúa xạ, mới xạ và lên lúa non lên vậy bạn, cò sẽ rất là nhiều. Và mấy chú đi bẫy cò về bán cũng kiếm được khá tiền vào những mùa này. Mà khi mà lúa nó cao hơn nữa thì sẽ khó hơn bạn, khó bẫy hơn. Phía trước mặt mình thì bầy cò đó mình ước tính khoảng trên 100 con bạn, rất là nhiều. Nó là đậu trắng đó chị thấy không? Thích nhất là khi mình nhìn cánh đồng màu xanh mà tự nhiên có những đốm trắng như thế này, nhìn nó thơ mộng làm sao á. Mình đi vòng đây hồi chắc bị chửi quá. Đây có con cua đồng nữa bạn. Con cua đồng này nó mới lột đây, cái mình nó còn mềm nè nên nó không có đi. Con cua đồng này cua cái nè bạn, cua này to ha. Tại cua tự nhiên bây giờ to cũng hiếm rồi. Đây có con ghẹm nè, mà ghẹm này nè nó bị chết rồi, còn cái vỏ thôi bạn. Con này thì nếu mà gặp mấy cua khác nó xé xác nó ăn mất. Thả mì đó, mình đi không nổi nữa rồi, sống nổi không? Đi. Cua sữa, cua này là mồi câu cá là bá cháy luôn. Còn đây là hoa trứng nè bạn. Đùa với bạn thôi, đây là trứng ốc màu vàng đó bạn. Mình không hiểu tại sao tập trung nó đẻ đây giữ thằng nữa nè. Ở đây nữa nè bạn, tập trung theo. Còn đây còn nhiều hơn nữa, quá trời luôn. Nó cứ đẻ theo bờ vậy thôi nè bạn. Đây cục cục luôn á. Và trước mặt đó là nơi mình sẽ làm một clip cho các bạn xem như bây giờ nè. Trên đó có một trái ăn rất là ngon và gắn liền với tuổi thơ biết bao nhiêu người, mình cũng không ngoại lệ đâu bà. Bây giờ mình tiến đến đó để mình hái ăn ha bà. Mình tự tay hái ăn sẽ ngon hơn khi mà mình mua ngoài chợ đó. Đó, bạn thấy trái đó trái gì không? Chắc nhiều bạn cũng không lạ lẫm với cái trái này đúng không? Còn đây là cái thân cây nữa nè, mà mình cũng cho bạn xem là cái thân cây này nó bị khắc cái gì vòng như thế bạn, là sớm muộn là cây này cũng chết thôi bạn à. Hôm nay là vào mùa ô môi, hôm nay mình hái cho bạn trái ô môi ăn cùng mình nhé. Bạn thấy trái ô môi không? Đây nè, cái nhánh bên đây rất là nhiều bạn, nhiều mạch trái to nữa. Bây giờ mình sẽ hái và cái nhánh nhiều mình sẽ hái, lựa trái nào chín á là mình sẽ hái. Với lại mình sẽ chỉ cho bạn cách nhận biết trái nào ăn được trái nào không ha. Đây nguyên một chùm ô môi nhiều lắm bạn, chắc hàng trăm trái, rất là nhiều. Bây giờ mình lựa một trong những số trúng 2-3 trái gì đó sẽ xuống dưới ăn ha. Ngồi trên đây mình nhìn xuống đồng ruộng nhìn đẹp không bạn? cái hướng mà mình đang quay là phía bên đất bạn đó bạn, Campuchia. Đây nhìn trên đây vẫn cũng gần chắc khoảng 500m là đến biên giới vậy bạn. Này, khi bạn lựa trái á, ô môi á, mà trái chín á, là mấy cái lưng này nó nở nè, cái này nó sẽ hơi nứt ra, nó tỏ ra một mùi hương thơm thơm, mùi hương một số người thì nghĩ nó mùi nó rất rắc, nhưng mà cái này thì ăn nó có vị chát chát và thơm, hoa của nó rất đẹp bạn. Rất tiếc là khi mà hoa nó nở á, là mình không thể quay cho bạn xem. Hoa nó nở có cánh màu hồng và khi nở là chúng đỏ màu hầu như khắp cái cây lá, rất là ít các bạn. Là mình hái một vài trái mình xuống nha, mình ăn thôi. Đi hái trái này đi, gần nhất mà trái này cũng chưa biết nó chín không nữa. Về thả cho nó rơi tự do chứ. Thêm trái nữa, trái nữa đi, 3 trái thôi. Chấm sườn trâu không ạ? Lỡ ra trái bự nữa. Mình đổ quá trời luôn, đây mình không hái nó cũng đâu có ai ăn đâu bạn ơi. Trên này đồng này không có ai lên đâu, có mấy chú làm ruộng thôi. Rồi bấy nhiêu thôi, xuống được rồi. Mình được 5 trái bạn. 2. Ai có thích màu xanh lá như tôi không? Nhìn đâu đâu cũng là màu xanh, rất là thích. Để ăn được trái này á thì mình phải cần một cái dao như thế này, cái dao rất là sắc mấy bạn, để mình phải rọc ra mình ăn được. Cái này các bạn tưởng tượng như giống như củi thôi, không khác gì là bao đâu. Bây giờ mình tiến hành mình chặt ra mình ăn thôi nha. Bắt đầu nào. Mình lựa một cây thẳng để cho dễ chặt các bạn. Nè, cái này á, thì chúng ta dạt cái mặt này nè, dạt cái mặt này là mình có thể ăn được, để ra khúc thôi. Nhìn hấp dẫn đó, mình thấy hấp dẫn rồi đó. Hạt chát chát, rất là ngon. Ê, nguy hiểm cái gì? Và thấy thèm quá, lâu lắm rồi mới được ăn á. Sao hơn đợt này ngay mùa mình để ý mới thấy cái cây này, chứ gần nhà cũng bây giờ chúng ta chặt bỏ hết rồi bạn. Tại vì nó thứ nhất là nó không cho bóng mát, lá nó rất nhỏ không cho bóng mát, thứ hai là trái nó ăn cũng không gọi là quá ngon, nhưng mà đối với mình là cả một tuổi thơ, rất là thú vị. Ăn cái này hồi nhỏ ưa đi lỡ mình lắm rồi, vì mũ của nó dính đâu là lỡ. Rồi, vậy được rồi. bẻ ngang khúc này thôi nè, tách lên chị, ý mà tách gì nè, đó hấp dẫn không? Cái này cũng dễ ăn bạn. Mình ăn bằng ở đây nó có cái hộp, mình lấy cái hộp này ra bỏ nha, chỉ cần ăn bằng cách như thế này. Ngọt thơm lắm bạn, thấy không? Đây ngọt thơm lắm bạn, thấy không? Đây quên, mình có thứ đặc biệt để chấm ớt coi sao. Nhưng mà nói vậy chứ cái này mà chấm ớt chắc ăn không ra gì đâu bạn, nó có vị chát ngọt thanh của cái vị giống như mà xí mùi á bạn, cứ giống như bạn tưởng tượng như là xí mụi, mà khi mà cái hạt xí mụi á các bạn bỏ vào miệng ngậm một hồi lâu đến khi rằng đến cái hạt á, nó có vị tương tự như vậy. Ngon quá. Bạn nào ăn không tôi ship cho, cái này ship được à. Nhiều lúc làm mình này buồn lắm bạn, nhiều clip muốn làm cho bạn xem nhiều cái clip khác mà khó, mà làm một mình mà đâu có, nó rất là khó. Thế là được dịp trở về tuổi thơ nha các bạn. Hồi đó mình đi qua ốc á, kiếm ốc bán rồi lấy tiền mua mấy trái nạn nè. Nhưng bây giờ bọn trẻ bây giờ nó còn ăn cái này nữa đâu. Trong đó hồi đó là cây 2.000 là lâu lắm rồi, còn bây giờ không ai ăn hết. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình, like, share, review video như thế ý nghĩa nha. Ủng hộ kênh mình để mình còn ra nhiều video khác hay hơn, và để mình có kinh phí để thêm một thành viên mới làm như mình bạn, để làm video tốt hơn. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống, tràn đầy năng lượng. Bye mọi người nhé.